ngay bây giờ tiếp theo nữa là một sản phẩm. Và ngày hôm nay em nói sơ với vị chúng ta vài dòng sản phẩm vì rất là nhiều cho nên không thể nào mà em chia sẻ tất cả với vị hết được nha mấy vị nha. Và bây giờ là sữa rửa mặt vitamin. Đây. Sữa mặt hạt vitamin. Cái này có công dụng là nó giống như là gel á mọi người. Gel rửa mặt giúp dịu nhẹ và làm sạch da một cách chọn lọc mà không gây khô da, phù hợp với lại da mụn và da nhạy cảm. Cung cấp vitamin, cung cấp dưỡng chất và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong và ngoài ra là còn giúp ngăn ngừa mụn nữa mọi người. Thành phần trong cái loại sữa rửa mặt này là chiết xuất từ lá trà xanh, hoạt chất chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ nhờ hàm lượng rất là cao chất titanin và polyphenol, chống lão hóa cho da và bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng, giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh hơn. Chiết xuất của từ cây phỉ có chứa hàm lượng cao tannin và polyphenol, giúp chống oxy hóa, hỗ trợ làm sạch da và xoa kích lỗ chân lông. Và đặc biệt là có một thành phần đó là vitamin E chống oxy hóa, làm mềm và khóa ẩm cho da, giúp tăng độ mịn màng cho da nha quý vị. Và một thành phần nữa cũng không thể thiếu đó là chất tạo bọt dịu nhẹ từ dầu dừa, làm sạch da một cách chọn lọc, dịu nhẹ và không gây khô da, không tạo cảm giác căng tức trên da sau khi rửa nha quý vị nha. Và ổn định và cân bằng với pH da. Và một thành phần nữa cũng không thể thiếu trên tay em đây, đó là một sữa rửa mặt cho quý vị nha, là glycerin dưỡng ẩm làm mềm da. Và tinh thể bạc hà. Tinh thể bạc hà khi chúng ta mình rửa mặt với vị có cảm giác rất là mát, cảm giác the mát, dễ chịu cho sản phẩm khi sử dụng nha quý vị. Và có một câu hỏi, kem phê nhân sâm có tính năng chống nắng, vậy bôi kem này không cần bôi kem chống nắng đúng không ạ? Công dụng của cái kem phay lúc nãy là mình có nhắc tới là nó chống được nắng và bảo vệ da mình với những cái tia UV ở ngoài. Thì nói chung là mình có thể thoa lên da một cái lớp đó, và nếu như mà quý vị thích thì có nghĩa là chống nắng thêm một lớp ngoài nữa thì da của mình sẽ được bảo vệ tốt hơn ạ.